Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Đấu Tùng và đến với một giao án ở tại rank châu Âu của Gumayusi. Lúc này thì T1 đã sang tới trời Âu rồi và để xem là giao án dinh ngày hôm nay của Gumayusi sẽ có gì đặc biệt nha. Let's go. Giáo án dinh khu đường dưới của Gumayusi với nhịp độ chết người, hiện diện trí tuệ, huyền thoại hút máu cùng với một cái đốn hạ, bảng phụ mang tập trung tuyệt đối và của phong tích tụ. Tốc độ đánh sát thương thêm và giáp. Ok. Bắt đầu tập luyện ở tại máy chủ châu Âu rồi các bạn ơi. Đã có rất nhiều giáo án hay xuất hiện ở tại máy chủ châu Âu của các tuyển thủ T1 lẫn Jindong Gaming. Mình từ từ mình sẽ làm ha. Trong khoảng thời gian này mình sẽ ưu tiên cho những giao án bên máy chủ châu Âu trước. Cơ đội 1 đang có một pha đứng rình đến từ 5 thành viên team Gumayusi để có thể đón đầu pha xâm lăng rừng của đối phương. Nhưng mà rõ ràng là bên phía bên kia cũng không có ý định muốn xâm lăng rừng ở cấp độ 1. Và thôi, ai về nhà đấy thôi. Hecarim quyết định ăn từ khu cánh trên xuống. Không biết là có ai nhận ra Gumayusi hay không, nhưng mà vòng rừng mà Heka ăn từ trên xuống cũng là dễ hiểu. Bởi vì đó là một... Còn On đi top thì đánh xuống cánh dưới xoay quanh con dinh Guma là hợp lý nhất. Và hai rừng các bạn thấy không ạ? Đánh rank cao hai rừng này họ không mua máu các bạn ơi. Họ không hề mua máu luôn này các bạn thấy không? Tiết kiệm 50 đồng luôn. Kỹ ác luôn ạ. Một khởi đầu rất là tự tin đến từ cả Shinzao lẫn Hecarim. Cú móc khởi đầu đến từ Nautilus trúng. Ngay lập tức ăn lại một cái tuyết tê tái cùng với những đòn đánh tay. Đánh tay xong nhấp vào trong bụi cỏ và không nhận sát từ lính đến từ Gumayusi. Vẫn đang tiếp tục đánh tay liên tục, đó là 4 stack nhịp độ, 5 stack nhịp độ rồi. Ôi, ngộp. Farm được một CS xong bị đấm liên tục vào đầu, 6 số của nhịp độ chết người. Giữ stack nhịp độ là cực kỳ hay với những tình huống bật quy lên bắn tay như thế này. Không đón được lính rồi, bóp bên kia ngộp quá anh em ơi. Con Naughty bị counter bởi con Brom và... cái kết lúc này đang là không farm nổi đến từ vị trí của Kai'Sa. Guma thì vừa cấu rỉa vừa đi đường và không trượt bất kỳ một CS nào. Đường trên thì kéo hơi khó dành cho vị trí của On. Gwen đã kích tốc hành và ép tốc biến rồi. Last hit đã trượt con đầu tiên đến từ Gumayusi. Trong khi đó kèo mid thì có lẽ sẽ là kèo đẩy dành cho Ahri rồi. Shinzao ăn xong ba bãi trên đang xuống cánh dưới nhưng mà bị cắm mắt ở tại sông. Và Heka cũng có phòng rừng sẵn sàng cover cho Gumayusi nha. Tiếp tục bật quy đẩy đường cùng với cấu rỉa cặp đôi đường dưới đối phương. Vừa rồi là một pha quy mà Gumayusi bắn được lan sang cả thành viên thứ hai tại khu đường dưới của đối phương. Tiếp tục bật quy lên, giật bắn trúng đến từ Gumayusi nhưng Brom lại quy trượt. Đường trên có chiến công đầu dành cho Gwen cho tướng solo kill mà On đã mất máu quá nhiều ở cấp độ 1 rồi. Còn đường dưới phía team 2 vẫn đang thở oxy các bạn ơi. 18 trên 19 CS đến từ Gumayusi. Kai'Sa cố gắng mic đam để lát hit xe cho tình huống vừa rồi. Khiên trụ đầu tiên đã có ở 3 người lính đầu tiên. Bật quy bắn liên tục đến từ Gumayusi. Khổ rồi. Thở oxy thật sự đấy ạ. Naughty vừa thực hiện một cú móc nhưng nó không trúng ai cả. Tiếp tục lao lên nhấp nhả căn tầm đánh từ Q là cực kỳ hay. Thêm một tiếng bắn Q nữa, chuyển dạng và last hit. Farm không tôi đã thấy ngộp rồi anh em ạ. Tiếng truy kích trúng vào Gumayusi cho thiếu vừa rồi. 24 trên 25, Rom Q trúng, Guma bấm bình lên. Tiếp tục bật Q lên bắn từ xa. Spam gần như là hết cây mana rồi và cua dưới đã thuộc về cho Hecarim. Tốc độ đi rừng của Heka là nhanh hơn và xin dao cắm mắt xuống phát hiện ra Heka. Nhưng làm được gì đây? Đối phương sẵn sàng chơi 3-3. Và đó là tiếng quét mắt luôn đến từ Brom rồi. Có muốn băng trụ hay không? Xin dao sắp hết kiên nhẫn về lên cua trên luôn rồi. Xin dao đã về lên cua trên và Hecarim cũng không nhận ra tình huống có thể băng trụ. Farm gần như gấp đôi rồi anh em ơi. Kai'Sa đang nỗ lực để có thể lát hit dưới trụ và... vấn đề lúc này của Guma là năng lượng. Vấn đề chỉ là năng lượng mà thôi. Cấp độ 3 cộng 2 quy 1 đúp. 2 quy 1 đúp nha các bạn, không cần cộng E. Cái E này thực ra là một kỹ năng tốn tới 90 mana. Nó tiêu tốn mana nhiều gần bằng chiêu cuối luôn các bạn. Và Guma muốn reset rồi. Ung hết mana ra để đẩy và reset quay với 1000 mod. Để xem về nhà mua giày hay là một cái gì đây. Đường trên tranh chấp diễn ra và Hecarim ra hơi trễ. Cua thuộc về cho Shinzao nhưng mà Shinzao đang hết đường về rồi. Đường giữa Kata để trước di chuyển trước. Heka tốc hành lao thẳng vào tấn công, Shinzao bị tấn công và mất tốc biến đi. Kata không còn kỹ năng truy đuổi, tốc biến lên đánh tay có mạng cho Katarina. Tiếp tục né hôn gió nhặt phi dao và đánh tay từ nhà đến trường. Hecarim lao thẳng vào với một tình huống quy và sát thương đến từ cú quy vừa rồi là chưa đủ. Thêm một cú quy nữa trang E vào, đánh tay và double kill cho Ahri.
cánh trên hơi lủng nữa. Guma đi ra mất hai con rồi, mất con thứ ba rồi. Đường trên lại tiếp tục có solo kill dành cho vị trí của Gwen. Khó ha, game khó rồi đó. Mới farm chi 40 CS là thấy cánh trên nó gãy liên tục rồi. Ari 2 mạng, Gwen 2 mạng. Xin giao nằm súng một lần không có assist nhưng mà lại có cua trên ở vòng rừng thứ 2 và không bị thọt cua so với Hecarim. Đường dưới thì Kai'Sa đã có được cho mình đó là 30 chỉ số lính về nhà, bổ sung thêm một cái quốc chim. Vẫn đang là một cách biệt tương đối lớn về chỉ số lính đến từ cả hai AD. Kai'Sa vừa ló đầu ra ăn 2 quy vào mồm. Chuyển dạng lát hit rất nhanh đến từ Gumayushi để tránh việc mất chỉ số lính trong lúc cấu rỉa. Brom sẽ là người lát hit con xe ha. Bình thường tôi hay làm ở rank Hàn thì thấy đi đường cũng hổ báo nhưng mà nó không đến mức gọi là bị out trình như thế này, gọi là thật là bị out trình đấy. Đi đường không đã thấy lệch 20 CS và nó căn cái rank Q của con Dinh này hay vãi. Cứ vào đủ tầm là bật Q đánh tay một đòn, gần như là mắc rank luôn. Máy dọn lính được dùng tới từ Naughty để phá con xe và tránh một big way. Thực ra nó vẫn sẽ là big way không có xe thôi. Way lính quá to. Nó là hai way stack lại với nhau và đó sẽ là một giáp trụ nữa hay như nào đây. Brom quy trúng giật ra và không bị trụ bắn. Xin ra đang có định solo con rồng nguyên tố thì phải. Sẽ là tình huống solo rồng trong lúc đường dưới bị đẩy. Pha này mà Heka nó phát hiện ra một phát thôi là cút luôn đấy anh em ạ. Không có tốc biến solo rồng mất máu nhiều. Cú móc được Guma lách nhẹ sang ngang để né, vừa bắn quy đẩy đường vừa cấu rỉa kích luôn phun số nhịp độ, tức là 6 đòn quy vừa được đưa ra. Thêm một quy nữa trúng nhờ sải tay dài đến từ phun số nhịp độ trên người. Đang là tình huống Ari cầm hai mạng di chuyển xuống với hai bùa dưới chân. Phi hồ đã sẵn sàng rồi và Guma không dám ăn khiên trụ cho tình huống này. Không dám ăn khiên trụ vì mất dạng mít anh em nhé. Pha vừa rồi đợt lính to như vậy cứ bảo khiên trụ lấy tiền thôi nhưng mà cái turn này là thấy bỏ rồi. Turn này là phải để đối phương đẩy ngược lại để farm rồi. Pha đứng rình đấy từ Guma cùng với Brom, có Heka level 5 ở đây sắp lên 6 rồi. Có vẻ như Heka vừa ping là tôi sắp có kinh nghiệm lên 6 và đối phương nghĩ rằng Guma có thể đã về. Và góc này là góc mà Kai'Sa bắn tia truy kích check bụi khá tỉnh. Guma chủ động lộ vị trí để đẩy đường luôn. Brom thì đã tiếp cận được con mắt kiểm soát của đối phương và phá nó đi rồi. Có thể tạo ra cội ganh cho Sinh Dao nhưng mà Sinh Dao lúc này lại ăn từ dưới lên. Ăn từ dưới lên thì cái bot nát rồi. Giờ con Sinh Dao này bị lộ vị trí một phát thôi là cái bot này nó đẩy tới luôn đấy anh em ạ. Ari bị lộ vị trí, Ari có định đi chuyển lên cánh trên. Đây là tình huống mà Sinh Dao ăn xong cua vẫn chỉ level 5, sắp level 6, băng trụ hay không khi mà máu của On còn lại khoảng chừng nửa cây như này mà thôi. Đường dưới thì đó vẫn là khu vực đường mà Guma đẩy vào, chênh lệch gần 30 CS. Nó sẽ còn lại khoảng chừng 20 nếu như Kai'Sa lát hit tốt cái turn này, nhưng mà turn này không chết thì cũng mất tầm khiên trụ thứ ba rồi. Quá khó rồi, đường trên hỏa rất nhiều chuyện được dùng và On bay màu luôn. Không kịp hút G2 để có thể có quay và câu thêm thời gian cho Heka lên vét. Heka lên đến nơi thấy đồng đội đã nằm và xin ra tự nhiên có level 6 nữa. À, thôi té thôi, lượm nhanh cái bùa xanh xuống dưới cover đai trụ đây. Cái turn này mà Heka xuống dưới là đai chắc luôn các bạn. Đai 100% luôn. Nhưng mà Heka lên trên ăn bùa xanh để đánh xuống cánh dưới và đang ăn nửa đường thì thực hiện một cú chiêu cuối không qua tường. Bật thêm cả tốc hành để rút lui, Kata đã bắt đầu di chuyển vào và Ari vừa mất phi hồ. Nhưng Xin Dao thì còn bán người thương và nó còn trừng phạt để ăn con búa xanh này. Tiết kiệm trừng phạt tới từ Xin Dao để cướp thêm rừng hay như thế nào đây. On lao vào với tiếng thổi bệ, đối phương tách người ra. Phong lôi thương làm chậm trừng phạt các kiểu được dùng để quăng rút lui tới từ vị trí Hecarim bên phía bên kia. Kata lao vào xoay bông xe từ thần sát thương đến từ Kata là chưa đủ, vẫn còn 20 máu để Ari rút lui và Kata nằm xuống 6-1 cho phía team 2. Còn đường dưới thì như thế nào đây? Đường dưới thì trước đó tôi thấy là Kai'Sa đã... Ô cái gì đấy? Ô what the fuck cái gì đấy? Ảo à? Ảo. Đây đây đây, nó đúng là như thế đấy anh em ạ. Nó không phải là bắn... À mấy ông Red Game làm cái replay nhìn ảo thật. Làm cái replay tưởng đâu book game không chứ. Một pha lao vào đến từ Brom cấp độ 5. Thực hiện một cú quy trúng và ngắt thành công cú bấm B về đến từ vị trí của Kai'Sa. Top gãy rồi ha, top pha này thì gãy rồi. Nhờ bot các bạn thấy đi đường 8 phút không cần sứ giả ăn khiên trụ thứ tư đến nơi rồi. Quá ngộp. Hết mana rồi. Không bật quy lên đẩy đường được nữa nhưng mà tân linh đã được dọn dẹp xong. Khiên trụ thứ tư đã có sau 9 phút và sẽ là tình huống về nhà bổ sung trang bị với 2.000 tiền. 2.000 chắc là bó tên cùng với cúc chim, dao găm. Đường trên Xin Dao đai lỗi à? Không, thực ra là Xin Dao chơi ngông đứng phá mắt và sau đó bị on solo kill thôi. Bong. Bong.
Kai'Sa với Naughty thở oxy các bạn ơi, thực sự đấy. Cái này là thở oxy chứ còn gì nữa, thua được 30 CS rồi. Quay này Heka xách chiêu cuối xuống dưới là ngon luôn, nhưng mà Heka mất chiêu cuối trên top rồi. Khổ ghê đó, vòng rừng từ trên xuống xong cứ thế mà canh bot thôi, nhưng mà ăn rừng trên thôi bị đối phương ép mất chiêu cuối, thế là không die được cái bot này luôn. Cái turn này là cái turn mà Guma đã reset trong trụ rồi, nó sẽ đẩy người trở lại như thế này và Guma chỉ cần đóng băng rừng xuống là chết. Kể cả đánh 33 thời điểm này con sinh ra sát lực thì bên kia không ăn thua ấy. Trừ khi Ahri hay là Gwen nó xuống thì không nói. Chứ đánh canh dưới vẫn là ok, chỉ là Heka vừa mất chiêu cuối rồi nên nó không có chiêu cuối để ganh. Con mắt kiểm soát cắm ở đây, còn những con mắt xanh sẽ cắm ở các vị trí cao hơn để có thể đẩy đường. Đây, cái Wave này đóng băng đây anh em ơi. Wave reset trong trụ nó sẽ đẩy ngược trở lại và Guma đang đóng băng để tạo cơ hội gank cho Hecarim. Hecarim vẫn còn khoảng chừng mười mấy giây nữa mới hồi chiêu cuối, hơi lâu đấy ạ. Và tầm này Heka lộ đường dưới một phát thôi là mất sứ giả đấy nha, lộ vị trí luôn rồi. Lộ vị trí là ăn từ dưới lên và xin ra bắt đầu start sứ giả luôn. Tên này thì Guma sẽ đẩy ngược trở lại. Kai'Sa cùng với Naughty vẫn đang bám trụ, đồng đội nói là thôi đứng dưới gặp Guma thì cố gắng ôm trụ mà farm thôi. Cố gắng ôm trụ cánh trên sẽ gánh game này nhá team 2 nhá. Kai'Sa ok bro, tôi đang farm rất ổn, tôi chưa feed mạng nào, đánh thế đã hay chưa. Thua có tầm 3-40 set chứ nhiều. Rồi thế là hay dữ chưa. Trời ơi vừa ló đầu ra xong. Vừa ló đầu ra xong bị quy liên tục vào đầu anh em ạ. Vrom cùng với Jinx quy liên tục hai cú. Đường trên sinh ra đang chơi ngông 1 cân 2 với một con sinh ra sát lực ép được chiêu cuối của Heka và Gwen không còn chiêu cuối nhưng sinh ra vẫn đang lùa được. Sinh ra tốc biến lên thông luôn, on tốc biến chạy. Gwen chưa đủ số của xoẹt xoẹt. Cắt quy đánh tay. Đánh tay đủ để có mạng và đó là tên lửa đã đạn từ xa đến từ Kuba Yushi, mạng dành cho Kuba Yushi rồi. Ahri có mặt với tình huống hôn gió chuẩn xác. Tốc biến phi hồ bỏ chạy, Kata tiếp tục lao lên nhặt phi dao và sẽ là một tiếng ám sát vào để lấy lại hai bùa. Ok chưa? Đường dưới thì Guma đã có trụ và có một mạng với cú chiêu cuối từ xa. Một mạng, một trụ, năm khiên trụ và lượng tiền là 5.100 rồi, ao là 2k tiền. Kai'Sa đánh giữ mạng thế là tốt lắm rồi anh em ạ, đánh cái lane này mà không fit đã là may rồi đấy chứ. Trụ thì 11 phút nó bể thì cũng đành chịu chứ biết sao giờ. Đây là gọi là nhẹ nhất có thể rồi các bạn. Ở cái mức rank như thế này thì đánh được ra lane như thế này là nhẹ nhất rồi. Tất nhiên là vẫn là lệch cho Guma Yushi rất là nhiều. Nào để xem Guma sau phút 15 ra mid có chết không nhá. Bây giờ thì còn sớm lắm, giật bắn ăn được con xe, tiếp tục đẩy đường và hướng tới khiên trụ khu đứng giữa. Đó, bắt đầu ra mid, bắt đầu thấy hai bên cánh kẹp vào, nào là Wen, nào là Xin Dao kẹp liên tục cùng với Naughty thì lôi các kiểu này, không có threat phía sau để lồng đèn các thứ luôn. On đang lao lên đấm nhau với lại vị trí của Naughty và Naughty móc vào tường rút lui được. Guma tiếp tục bào khiên trụ nơi mà cái trụ một đứng giữa đối phương còn gần như là phun máu vì Kata đi đường không ăn được khiên trụ nào cả. Đang là tình huống đứng rình đến từ vị trí của Vrom. Vrom vòng ra với tiếng quy lọt khe băng địa chấn hai người. Giật bắn ép tốc biến có làm choáng được đưa ra hay không đấy. Hôn gió cover thành công tới từ vị trí của Ahri. On xung kích vòng cháy, Heka lao vào không có làm choáng được từ nội tại của Naughty nhưng vẫn có mạng cho Guma Yushi. Bật quy bắn liên tục, đó là một tiếng chụp cuối và hơi hớ đến từ Kai'Sa rồi. Chiêu cuối vào đến nơi thì đồng đội đã có mạng của người trên rừng đối phương và sau đó thì dính tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Sát thương chưa đủ, phạt tốc biến đến từ Vrom và có mạng cho Guma Yushi. Có hưng phấn bắn được đến từ Guma nhưng đối phương có bán người thương bị làm choáng, bị hất tung. Xin dao sắp chết rồi, đó là mạng cho On chứ không phải là Guma Yushi. Chưa phải phút thứ 15 các bạn ơi, còn quá sớm để nói là Guma sẽ fit cho tình huống này. Hai mạng liên tục dành cho Guma Yushi cùng một điểm hỗ trợ và đây sẽ là tình huống ăn khiên trụ khu đứng giữa chung và lại vị trí của On. Một con dinh bắt đầu bào khiên trụ một cách chóng mặt rồi. Năm khiên trụ đường dưới và năm khiên trụ đường giữa nó là một con quái vật. Rồi, chắc là bốn thôi ha. Té 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 té, giàu rồi, giàu rồi. Lưỡi vẫn rất dài, KS được khá nhiều mạng trong thứ vừa rồi với một cái móc diệt. Và đường trên thì Onin tới đến từ vị trí của Gwen. Quăng phi dao và sau đó thì lao vào đến từ vị trí của Katarina. E đi đâu thế này? Rồi, xong. E đi đâu đây? Gwen hết stack của xoẹt xoẹt rồi. E tốc hành đánh tay. Solo kill dành cho vị trí của Gwen. Con Jinx của Guma về nhà đóng luôn hai mảnh của Kukurunen. Sứ giả được gọi tại khu đường giữa rồi. Hai level different. Mày vẫn suýt thua. Kata nói gì nhỉ? Đầu trận giờ có chat ô không ta? Tôi chắc tắt chat đi cho nó nhìn cho nó dễ đấy. Chắc nó cũng không chat nhiều đến từ cả hai team đâu ha. Yeah, your charm is so OP now.
Thôi kệ mấy ông chat talk đi anh em ơi, xem Guma đánh đi. Mấy người còn lại diễn viên phụ thôi. Đang là tình huống di chuyển ra sông để kiểm soát rồng từ Hecarim. Hecarim còn chiêu cuối, tên lửa đã đạo từ xa. Phát lao vào nhưng không cướp được rồng, tên lửa trượt đến từ Guma Yoshi, mất hết sát thương chiêu cuối rồi nhưng vẫn còn những đòn đánh tay. Phun số nhịp độ, đánh tay liên tục có mạng cho Guma, dính thủy lôi tầm nhiệt rồi, tiếp tục bắn hưng phấn được kích hoạt. Brom có nội tại găm vào, double kill cho Guma, triple kill đang đến rất gần dành cho Guma Yoshi. Unstoppable rồi. Mạng đầu tiên cho Kai'Sa và ăn được mạng của Hecarim, và Hecarim lên cái gì thế này? Hecarim sát lực à? Căng rồi. Đội hình này có Guma lên tanh đi không? Có trụ đứng giữa luôn, mặc dù không phải là lớp khiên trụ thứ 5. Nhưng mà đã là 9 khiên trụ, 601 KDA. Farm vượt thời gian ở ngay phút thứ 15. 15 phút farm gần như là 107 CS rồi các bạn. Có luôn trụ 2 đứng giữa, có hưng phấn lao lên. Và sau đó thì tiếp tục bắn liên tục vào người Naughty, làm choáng Naughty. Hôn gió được che, bắn đến từ Guma nhưng hết mana để quy rồi. Và đó là một tiếng Guma lên bảng ở ngay phút thứ 15. Mạng shutdown cho Kai'Sa và đó là một tiếng lên bảng cả hai mà không gỡ được bất kỳ mạng nào đấy. Đồng hồ điểm mà đánh từ rank Hàn sang đến rank châu Âu. Và cứ 15 phút là chết, không phải nó nhiều. Cứ đồng hồ điểm là phải chết thôi. Nó không thay đổi được. Hết kết quả vừa rồi về đóng đồ cung cung với cả cúc chim ra có chết ai đâu. Cứ phải ở lại chết cái đã, cứ phải nó đúng quy trình. Nó đúng quy trình, nó phải là như vậy anh em ạ. Chết một mạng mất cái quay to tổ bố luôn. Với một turn có xe luôn đấy ạ. Hecarim ra bú vội. Đứng trên thì đó là một tình huống mà On đang quăng giữ cóc lại. Pha di chuyển phay check với On với cái thổi bể. Còn xung kích để rút lui. Pha QE hất tung đối phương lên đánh tay. Ở phía sau đang là Guma đang tới rồi. Tên lửa đã đạo từ Guma đang sẵn sàng. Hecarim vòng ra đạp một người, bán người thương được dùng. Giật bắn trúng lao thẳng vào phía tốt. Tới Hecarim chui luôn và bán người thương bắn mạng dành cho Brom. Mạng dành cho Guma Yoshi. Hưng phấn tiếp tục lao lên bắn. Và đó là mạng tiếp theo cho Guma Yoshi. Double kill dành cho Guma Yoshi. Chết thì đúng quy trình rồi. Nhưng mà căn bản nó vẫn là con dính quá xanh. Mình ăn tới mạng thứ 8 rồi. Trước đấy thì còn là những lớp khiên trụ được chia tiền nhưng mà nó vẫn là quá nhiều. Tiền trụ một toàn bản đồ. Ok. Ra sứ giả ăn thêm trụ top nữa ha. Trụ top thực ra không còn nhiều máu nữa rồi. Xong sứ giả thì thấy Guma đang có vẻ muốn lên top thì phải. Hit and run là hit and run lên top rồi. Mà top on đón quay rồi mà. Về mid chứ hả? Giờ lên top thì còn gì để farm nữa đâu. Tầm này lên top farm tranh với con On nó không có level, nó đúc đồ là khổ đấy. Và còn mất cả game mid nữa. Về đón một game mid khá nhanh và sau lên đường trên để xem tiền trụ thôi. Khi đã có được hai trụ đường giữa thì cái game nó sẽ như thế này, cực kỳ khó chơi cho phía team 2. Tiền thì vẫn đang là một cách biệt đâu đó khoảng chừng 3.000 tiền cho team Guma Yoshi. Wen vòng ra phía sau, Heka vớ được cái mồi ngon rồi, nhả Sương Lam bất bại, chui luôn vào Sương Lam với bán nguyệt thương các thứ bắn luôn. Tầm này thì mấy cái bán nguyệt thương với Sương Lam là cứ chui thẳng vào bắn thôi anh em ạ, chả sợ gì cả. Kế bên là một con Brom đứng kế bên với một cái nội tại rất là nguy hiểm dành cho các đấu sĩ như là Xin Zhao hay là Wen. Tầm này vào thì vào được nhưng mà ra chưa chắc đã ra được nha. Ahri đang có định mở nhưng bị quét thấy rồi, pha lao lên đến từ vị trí của Ahri. Hôn gió trúng Hecarim đẩy cầu đi cầu về với thiêu đốt nhưng sát thương là chưa đủ đến từ Ahri rồi. Hecarim vẫn rút lui được và Guma quyết định là đẩy xong turn top thì ở lại. Waymit đã được Katarina đón rồi và đang tìm Kata lao vào che cú móc đến từ Naughty. Naughty tốc biến móc ngược trở lại đẩy thủy lôi tầm nhiệt luôn. Guma đang ở hơi xa, thủy lôi đẩy thẳng vào Kai'Sa đang bắn được và Ahri là người có mạng. On tốc biến bỏ chạy ở cấp độ 11. Phía cánh trên đã có trụ thứ hai đứng trên dành cho Guma Yoshi rồi. Sứ giả đã mang lại trụ 1 còn Guma đã ăn được trụ 2 trong khoảng thời gian mà đồng đội PK thua. Chết hai người là hai đường đơn Katarina cùng với thêm cả vị trí của On nữa. Guma chui thẳng vào Sương Lam cùng với cả một cái bán nguyệt thương để bắn, sát thương đủ có hưng phấn, hit and run, WF tốc biến, bật quy lên, còn tốc hành được gia tăng thời gian sau khi hạ gục vị trí của Wen. Nhưng sau đó là một tiếng 1 đánh 4 quá khó cho Guma Yoshi, thôi thì ăn lính thôi anh em ơi. Phun số nhịp độ chăng nữa thì cỏ này cũng cút rồi, không kịp bắn chiêu cuối rồi. Mạng shutdown dành cho Ahri, đối phương đã PK chết hai người ở đây, sau đó kéo lên top 4 quay 1 quá khó dành cho Guma. Đổi được mỗi mạng của Wen mà thôi. Công nhận là hai cái vòng tròn của Wen của Vizia thực ra là vẫn khá là khó chịu đấy. Nó không cho con Dinh gây sát thương tầm ngoài. Bây giờ thì đã là vô cực rồi. Wow. Quá xanh các bạn ơi. 19 phút về nhà sách vô cực ở món trang bị thứ 3.
Tầm này cover được cho con Dinh là nó bắn nát người hết anh em ạ. Bên kia không có chống chịu. Nguyên TP để luôn way top trong lúc rồng chuẩn bị xuất hiện tại cánh dưới bản đồ ạ. Một tình huống dịch chuyển tính khoét trụ 3 đến từ Wen, là trụ 2 thì trước đây ăn được rồi. Guma đành phải ở lại một nhịp để có thể kiểm soát tên lính khu vực đứng trên. Mà nếu mà Guma lộ ở đây thì có thể sẽ là tình huống mất rồng đấy nha. Rồi On bắt đầu vòng ra, Wen vừa mất E xong. On thổi bể, Guma dọn lúa trước, dọn người sau. Wen đang có bỏ chạy rồi, giật bắn trượt rồi. Bật Quy lên đánh phía bên này thì Hecarim bị dính thử đầu tầm nhiệt lao thẳng xuống. Với tình huống dính thử đầu tầm nhiệt thì vẫn trừng phạt được. Sau đó dính hôn gió và không kịp phi hồ đi. Wen bên phía bên kia đã rút lui kịp với những hạt thông nổ hóa kỹ. Bắt hóa kỹ thì hạt thông đi khá xa. Vẫn có rồng nha, nhưng mà coi chừng đối phương Eparon pha này đang không có rừng thế này, đối phương Eparon dễ lắm. Nhưng mà căn bản là bên phía team 2 Eparon thì vẫn là 4 đánh 5 với con Dinh như thế này thì thứ tư anh em ạ. Wen đang nhả sương lam ra cắt liên tục. Sát thương đến từ Wen cũng là khá khá, nhưng hỏa dương nhiều chiều góc cực kỳ đẹp đến từ vị trí của On. Tên lửa đạn đạo có mạng, có hưng phấn chui luôn vào sương lam bất bại và cả bán người thương bắn tiếp. Double kill cho Guma Yushi. Triple kill không có rồi, liệu rằng có hay không đây. Double kill cho Katarina chứ không phải là triple kill cho Guma Yushi. Một tình huống 4 đánh 5 quá dễ dành cho team Guma. Hôn gió trượt, giật bắn trúng và quyết định giật về để ăn Baron. Đứng ở đây từ chiều chỉ chờ đồng đội gọi là báo tin mừng ở nhà chính đối phương để có thể ra khởi động Baron chung. Nhưng mà ở đây kìa, đâu đấy, đến lúc đồng đội về ăn Baron thì ông lại về farm ạ. Vừa là bây giờ để ba người ăn cũng được, On ở đây cũng không có giá trị gì nhiều ấy. On ở lại thì nó chỉ để tanh thôi, nhưng mà không cần tanh nữa, để Brom tanh là được rồi. Dinh ba đồ vô cực ăn Baron siêu nhanh các bạn ơi. Bên này đang là tiếng solo 1v1, nhưng mà Ahri đã có đồng hồ Kazonia. Và Katarina bị lửa hồ ly đốt chết cho tiểu này. Solo kill dành cho Ahri của team 2. Guma đang xin thêm tí tiền. Lúc này thì đang cầm những mảnh của... tôi chẳng biết là huyết kiếm hay Dominic ở món 4 nữa. Vì căn bản đối với phía team 2 về mặt chống chịu giáp cũng không phải là quá nhiều. Sẽ là tình huống di chuyển lên cánh trên nhưng không kịp cản, cũng bấm B về của Guma Yushi rồi. Vẫn là Dominic nha, vẫn đóng Dominic ở món trang bị thứ tư, bởi vì tiền huyết kiếm không đủ ấy, huyết kiếm khá đắt đỏ. Cho xin cái bùa đỏ bạn ơi. On cấp 13 rồi, ráng dướn cấp 14 đúc đồ cho Guma nữa là xong game. Tầm thời điểm mà đúc được cái móc diệt này lên cho Guma là xong luôn đây này, farm hết tất cả mọi thứ luôn, là bị ping liên tục vào đầu ạ. Heka bị kia cướp một chim to rồi, ping quá ping luôn. Wen đường trên vẫn đang có một cánh đẩy lẻ cấp độ 14. Và tầm thời điểm này thì Kata cùng với On đang không phải là những chất tướng đẩy lẻ đủ khỏe. Tôi nghĩ là cho một người cầm tele ở nhà defend con Wen thôi. Nhưng mà On quyết định là đi đẩy lẻ chung với đồng đội. Brom là người đi đầu, phía sau là Guma Yushi với 4 trang bị lớn. Quá xanh các bạn ơi. Kata quyết định là đi chung rồi. Sợ Wen TP để đánh nhau 5 năm nên là giật tới giật lui thế thôi, chứ cũng không phải là tình huống bỏ đứng trên được. Một pha lao lên đến từ vị trí của Guma Yushi và chung với đó là cả Brom nữa bị hất tung lên rồi. Pha thủy đất tầm nhiệt được dùng để rút lui mà thôi. Tên lửa đạn đạo từ xa thì nó đã bị chặn lại bởi bán người thương, mà Guma bị trụ bán mất nửa cây. Cú móc vừa rồi trượt đến từ Naughty, cho nếu móc trúng chắc là mất flash đi ra đấy ạ. Móc trúng chắc là chỉ trúng được Brom hoặc là On thôi. Trúng hai con này ăn CC là cút. Đứng trên thì Kata mất quá nhiều máu rồi, Gwen đã cắt rất đau và Katarina đang cần sự hỗ trợ từ Hecarim. Gwen mất máu cực kỳ nhiều và lên bảng điểm số, phần còn lại thì sao? Guma có trụ có hưng phấn, đó là một pha lao lên đến từ team Guma Yushi để ăn đường lính khu vực cánh dưới bản đồ. Một pha phong lôi thương chuẩn xác tốc biến vào và đó là mạng dành cho Kai'Sa, mạng shutdown. Sau đó là một tiếng On cố gắng gỡ mạng nhưng sát thương đến On là hơi hạn chế một chút. Xin giao kích nguyệt đao lên và không chết trong tình này, double kill cho Kai'Sa, chưa có Mega. Có Mega mà có hưng phấn thì ngon, con xin dao này nó đứt trúng, nó e và nó thông thốn quá. Trước đấy thì trụ đã bắn Guma tương đối mềm rồi. Đồ này thì các bạn thấy là không có hút máu, chỉ có hút máu đến từ bảng thôi. Nó tương đối hạn chế về lính cho tướng vừa rồi cũng không phải là quá nhiều. Một nỗ lực ăn Mega thất bại đến từ Guma Yushi cùng với đồng bọn tại cánh dưới và nằm xuống tới 3 người. Rất may là cánh trên thì Hecarim đã về để gỡ mạng của Wen và không để mất đi chùa vệ nhà lính khu đường trên. Còn trong khi đó khu đường giữa thì Kata lao thẳng vào để thiêu đốt rồi. Hecarim tông thẳng vào và Kai'Sa không chiếu cuối kịp cho thứ vừa rồi. Cú dịch chuyển tới từ Wen để cứu nhưng mà Naughty đã quá lâu. Phía thành công đối với từ vị trí của Hecarim, nhưng Wen vẫn cắt và cắt đổi mạng thành công.
triple kill cho Kata, tốc biến lên solo cùng với Xin Zhao vừa hồi bán nguyệt thương xong, tung luôn bán nguyệt thương để solo cùng với lại vị trí của Katarina, những đứt trượt đánh tay, và đó là mạng solo kill dành cho vị trí của Xin Zhao rồi. Dinh của Guma chỉ bồi chung cuối từ xa nhưng nó đã trượt. Tiếp tục farm tiếp, farm không ngừng nghỉ, game này nằm xuống tổng cộng là 3 lần anh em nhé. Một lần phút thứ 15 chơi láo. Okata bị sao đây? Chết đứng luôn rồi. Một lần chết khu đứng trên và một lần chết khu đứng dưới. Mặc dù chết 3 lần như vậy, các bạn thấy vẫn đang farm hơn so với thời gian là con số tầm 30 CS. Rồng thì phải chờ hết Karim xuất hiện đã, chứ trừng phạt anh em ạ. Bên kia là 5 người đấy ạ. Kata lại solo thua, mặc dù ăn được khá là nhiều mạng nhưng mà đánh có vẻ là hơi hừng. Rồi ok, chuẩn bị di chuyển ra PK rồng thôi anh em. Pha này Guma thiếu spell nha, đang thiếu khá nhiều spell đến từ Guma UC. Đối phương thì đang có một Ahri và Gwen có khả năng tiếp cận tương đối tốt. Kata bắt đầu xuất hiện rồi và con rồng này phía team 2 đang có ý định cân nhắc bỏ. Lượng tầm nhìn của team 2 là tương đối hạn chế và quyết định bỏ là hợp lý thôi. Tầm này kéo nhau xong PK ở đây là cút đây anh em ạ, mắt mũi thế này. Dính một CC là con dính nó bắn nát người rồi các bạn. Đó là dòng hóa kỹ thứ hai cho team của Guma UC. Và đây rồi. Đã có móc diệt thủy quái được nâng cấp đến từ Guma UC. Pha ăn lén con cóc của đối phương đến từ vị trí của Gwen và đang tìm đường rút lui rồi. Hecarim có vẻ như chưa muốn bỏ qua nhưng hết e. Đi nửa đường hết xăng và đang cố gắng câu kéo thời gian để Guma UC có thể di chuyển tới. Guma dọn lính trước. Hecarim lao vào vẫn phía được nhưng đối phương tích tốc hành đánh tay, vẫn còn E đến từ vị trí của Gwen. EQ bị làm choáng và lên bảng, Guma là người dứt điểm. Thừa thế hơn người lao lên đến từ team Guma UC. Nhưng mà đối phương đã rút lui một cách an toàn sau khi có được trụ một khu đứng giữa. Cách biệt về tiền thực ra là con số không cao các bạn nhé. Các bạn nhìn là cái cách biệt tầm 3.000 tiền này thực ra nó có từ rất lâu rồi. Nhưng mà nãy giờ nó không được khuếch đại thêm. Có lẽ sẽ cần đến con Baron thứ hai để có thể end game. Hoặc trừ khi có một sai lầm nào đó đến từ phía team 2 trong việc bắt lẻ. Đối phương có hai nguồn sức tự phép rất lớn đến từ Gwen cùng với Ahri là hai cái mũ phù thủy rồi. Và bây giờ muốn xử lý team fight tốt thì bắt buộc phải có tốc biến cùng với tốc hành và thêm cả đồng đội cover nữa. Không có Mikael, không có khăn giải thuật, không có thanh tẩy. Thì dính một cái hôn gió nhiều khi chết luôn rồi. Giật bắn thành công, đồng đội đi trước đây. Anh em tank đi trước đây, tôi đứng phía sau tôi vào đam cho. Đang kiểm soát tầm nhìn cướp bùa đỏ cùng với đó là ăn con Baron thứ hai. Thậm chí team Guma đến thời điểm hiện tại vẫn đang thu tiền. Guma bị cướp bùa đỏ bởi Kai'Sa rồi. Một tình huống mất bùa đỏ thì Guma UC. Kai'Sa đã giữ lại được bùa đỏ cho chính bản thân mình. Tầm nhìn của đối phương vẫn còn một chút. Ép Baron được hay không đây? Guma côn về à? Guma đang cầm đó là 2003 và côn về. Với tình huống về này thì không biết là mua được cái gì. Guma côn lùi rồi. Guma côn không đánh với hai way bên cánh như thế này thì ok, về được. Không vấn đề gì nhá, về tân này không vấn đề gì. Đối phương sẽ phải giật lại để farm hai tân cánh này thôi. Về đóng huyết kiếm luôn rồi. Vừa đủ tiền huyết kiếm nữa các bạn ơi. Với một cái huyết trượng trước đó thì lượng tiền cầm trên người là đủ để Guma UC có thể áp huyết kiếm ở món trang bị cuối cùng. Tầm này đã là full đồ chí mạng rồi. Thậm chí đồ còn được on cường hóa nữa. 725 tầm đánh. Bắt con dinh này kiểu gì đây? Bắt đầu khởi động Baron. Nautilus di chuyển ra lấy tầm nhìn, tốc độ tụt máu Baron là quá nhanh với con dinh full đồ. Một pha mất Baron mà team 2 đành phải chấp nhận buông bỏ. Sẽ là những nỗ lực phòng ngự trụ trong đến từ phía team 2 với đợt đẩy khá mạnh đến từ bên phía của team Guma UC nha. Xin ra được bận ăn bùa xanh khu đứng dưới rồi, ăn nhanh rồi về bạn ơi. Về đánh ở trụ 3 thôi, đây là khu vực có thể diễn ra giao tranh. Guma với giáp huyết kiếm thì đang bước lên một cách cực kỳ tự tin. Bật quy phá trụ vô cùng nhanh với lượng sát thương lớn và sau đó thì là một tình huống có hưng phấn. Tiếp tục lao lên ăn thêm nhà lính, có thêm hưng phấn nữa. Giật bắn trúng quy, sau đó giật ra rất nhanh, lại quy. Liên tục là những tình huống bật quy lên đánh tay, sau đó giật ra, giật bắn lại trúng rồi. On
đang đứng phía sau và Hecarim có định lao lên trước. Vumacon đánh rồi, đồng đội có định rút về để ăn thêm Mega, nhưng đó là pha tốc biến lên. Sinh Vuma bật tốc hành lên bắn luôn, bắn hạ được vị trí của Xin Dao và tôi không còn thấy team Haro nữa cả. Cái gì mà nhanh thế? Ủa, tính ra ra xong còn nguyên ba cái tốc biến chết luôn anh em, là như nào nhở? Nhanh vậy, chưa kịp làm cái gì luôn. Team có định lùi nhưng mà Vuma côn đánh phát là quay người lại cover đánh luôn. Đánh mà con xạ thủ nó cứ ping liên tục là đánh được á. Nấp sau đồng đội để có thể bắn. Và sát thương này, trời ơi, nó chí mạng kìa. Bán nguyệt thương hay là không cũng chết thôi. Bắn đùng 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 đùng. 5 người chết trong vòng một khoảnh khắc. Xong rồi. Con dịch bật quy lên bắn xong rồi Kata nó ra vào nó làm vài đường cơ bản là thấy nguyên team bay máu hết luôn. Check đam cuối game một chút các bạn nhé. Ok, lượng sát thương cuối game tổng hợp được cho các bạn đây. Một game đấu đi đường vô cùng khủng khiếp đến từ Kuma Yushi. Kai'Sa tay ngắn đi với con Jinx bị nó bật quy bắn cho vài đòn từ đầu trận. Ngay level 1 đã thấy thở oxy rồi. Không thể nào kiểm soát được sức mạnh của Jinx khi nó ăn tiền từ trụ quá nhiều. Đồ nhiều PK ăn mạng liên tục, mặc dù có một vài tình huống fit theo đúng sách giáo trình nhưng mà cuối game thì vẫn bắn cháy thôi, 38.000 sát thương. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một game đấu của Kuma Yushi ở tại rank châu Âu. Mức này thì mức rank vẫn là hơi thấp, rank tầm cao thủ, Elo ẩn đánh rank tầm cao thủ thì vẫn đang hơi ao trình. Sắp tới tập luyện mà lên cao cao một chút, lên tầm đại cao thủ và thách đấu gì đấy có thể sẽ, hoặc là trong quá trình leo rank có thể sẽ đụng độ cùng với ruler các thứ bên phía của LPL chẳng hạn, thì sẽ có thêm giáo án sau cho anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em vào những gian khác. Bye bye.